Tiến xin kính chào tất cả quý vị và hôm nay rất là vui gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương đang đến với ngày khai trương showroom Azaki của Ung Vạn Phúc và Kim Cương. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong tham quan nhé. Xin mời quý vị.
thì có tới rất là nhiều ghế massage được khuyến mãi lên tới hơn đến 60%. Giá rất là hời nha, cho mọi người mua vào dịp khai trương nha. Và chương trình sẽ áp dụng 1 tháng. Ngày hôm nay Đức Tiến rất là vui vì có mặt của tất cả các anh chị, tất cả quý vị quan khách và cũng như những đối tác đang mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày khai trương của trung tâm ghế massage Asaki và cũng như là trung tâm trị liệu chỉnh xương và của Ung Hoàng Phúc và cũng như là của Kim Cương và cũng như là của Nhã Khanh, và rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nghi thức chấp bằng khánh thành chính thức trung tâm ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị đang xem chúng tôi trên các channel và cũng như có mặt tại ngày hôm nay sẽ chúc cho trung tâm sẽ ngày càng làm ăn thịnh vượng, phát tài, phát lộc và thành công. Và bây giờ chúng ta cùng đếm với nhau từ 10 cho đến 1. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng khai trương! Tôi xin mời ban giám đốc sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả quý vị trong ngày khai trương này, có lẽ gần Đức Tiến nhất đây là xin mời cô Kim Cương trước nha. Xin mời em. Ủa, cái này có trong kịch bản không vậy Nguyễn Thị Kim? Kim Cương là nói đầu tiên, Kim Cương xin gửi lời chào đến tất cả mọi người cho có mặt trong cái buổi khai trương showroom Ung Hoàng Phúc Asaki ngày hôm nay. Kim Cương cảm thấy rất là vui và xúc động vì hôm nay đứng đây và nhìn thấy cái showroom của mình đã tỉnh hình và rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Và hy vọng là sau ngày khai trương này thì showroom sẽ làm ăn ngày càng phát đạt và mọi việc lúc nào cũng được thuận lợi. Kim Cương cảm ơn tất cả mọi người có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay đã bỏ chút thời gian đến đây dự khai trương của showroom Ung Hoàng Phúc Kim Cương Asaki. Xin chào. Rồi, xin mời anh Ung Hoàng Phúc ạ. Cảm ơn tất cả quý vị, rất là vui khi mà đây là đứa con tinh thần thứ hai mà của Phúc đã ấp ủ rất là nhiều năm và muốn là lan tỏa cái showroom này khắp mọi miền đất nước cũng như là ra tầm thế giới. Thì đây là đứa con thứ hai và chắc chắn là sẽ có đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa, và hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ showroom Ung Hoàng Phúc Kim Cương với ghế chỉnh xương Dr. Long và ghế massage Asaki. Sẽ mong muốn là sẽ mang lại một cái sức khỏe thật tốt, một cái giải pháp chăm sóc cuộc sống toàn diện cho tất cả mọi người. Và tâm huyết của Phúc là mong muốn thấy tất cả mọi người thân xung quanh của mình, trong gia đình của mình cũng như là bạn bè của mình, ai cũng luôn luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có và thịnh vượng. Giống như Phúc với Kim Cương. Dạ, xin mời anh Quang Anh ạ. Cảm ơn mọi người có mặt ngày hôm nay. Mình là Quang Anh, là giám đốc của công ty Asaki. Thì hôm nay thì Asaki bản thân ở phía công ty cũng rất là vui mừng và hãnh diện khi mà có một đối tác rất là uy tín như là anh Phúc, chị Kim và chị Khanh đây. Thì cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người và hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất về sức khỏe ở tại cái showroom 289A Nguyễn Văn Trỗi. Và trong tương lai không xa thì sẽ còn rất nhiều showroom khác mọc lên để phục vụ cho cái sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho mọi gia đình. Xin cảm ơn mọi người. Xin mời cô Nhã Khanh. Cảm ơn mọi người, em là Nhã Khanh, xin chào mọi người ạ. Thì em đã biết anh quen biết anh Phúc là cũng hơn 20 năm rồi. Và Quang Anh cũng như là một người em của em, giám đốc của Asaki. Thì được một cái duyên lành mà ngày hôm nay ba anh em được kết hợp có thể là đi chung một cái con đường mà theo cái đường lối mà phục vụ cái sứ mệnh giúp cho những người bị đau xương khớp của anh Phúc là cái điều em rất là vinh hạnh và rất là vui. Và ngày hôm nay cái showroom đầu tiên đã hình thành rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi và em xin chúc cả nhà mình là đây là như anh Phúc nói là còn cái thứ hai, cái thứ ba, cái tư nữa, và mục tiêu của mình là 10 cái anh ha.
10 cái nha, và rất là mong các anh chị tiếp tục ủng hộ anh Phúc, nhãn hiệu Asahi và thêm Nhã Khanh nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, làm ăn phát tài. Rồi, khai trương Hồng Phát làm ăn phát tài. Và bây giờ xin mời cho tất cả quý vị cùng vô trong showroom, chúng ta cùng tham quan và cùng chia sẻ với nhau ạ. Rất là đặc biệt giữa ghế chỉnh xương Dr. Loan và ghế massage Asahi. Và hai dòng sản phẩm này đó là một cái sự kết hợp và một cái thông điệp của Phúc mong muốn là gửi gắm đến tất cả quý vị cũng như là tất cả mọi người về một cái giải pháp giúp cho chúng ta chủ động tự chăm sóc cuộc sống của mình để chủ động bảo vệ sức khỏe cũng như là bảo vệ sự sống của chính mình và người thân trong gia đình. Với tầm nhìn cuộc sống là cốt lõi của sự sống và sứ mệnh của Phúc là mong muốn chuyển giao đến hàng trăm triệu gia đình trên toàn thế giới. Mỗi một gia đình sẽ có một người có kiến thức của bác sĩ về cách thức chăm sóc cuộc sống chủ động để chủ động bảo vệ sức khỏe và sự sống của chính mình và người thân trong gia đình mình, và mong muốn là mang lại một cái sức khỏe cho cộng đồng cũng như là mang lại một cái sự hạnh phúc, thành công và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Phúc để hỗ trợ và giúp đỡ cho Phúc để thực hiện sứ mệnh này. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Không cái đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nghi thức ký kết giữa hai bên, đó là đại diện của Asahi và cũng như ông tổng giám đốc là anh Ung Hoàng Phúc và cũng như anh Quang Anh. Xin một tràng vỗ tay cho nghi thức này ạ. Và đây chính là nghi thức từ bây giờ sẽ đi giữa Asahi bên đại diện của Quang Anh và cũng như là ông Ung Hoàng Phúc sẽ chính thức hợp tác với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau trên con đường phát triển không chỉ một chi nhánh mà cũng như sẽ có nhiều chi nhánh tiếp của Asahi Ung Hoàng Phúc Kim Cương Showroom, không chỉ tại Sài Gòn này mà sẽ có thêm ở khắp tất cả các tỉnh thành và cũng như là lan tỏa ra trên thế giới. Một lần nữa xin được chúc mừng đến với Asahi. Thì rất là vui mừng và cũng vinh dự khi mà có mặt ở đây trước sự chứng kiến tất cả mọi người. Thì công ty Asahi thì chính thức là có một đối tác mới, đối tác mà có nổi tiếng rồi, trước giờ mọi người đều biết đúng không? Thì chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và song song đấy là cũng vinh hạnh khi được kết hợp với cả anh Phúc và chị Kim trên cái con đường phát triển và chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình. Xin cảm ơn mọi người. Và Phúc thì rất là vui và rất là vinh hạnh cũng là hôm nay là được có mặt để ký kết đồng hành cùng với một thương hiệu ghế massage Asahi để kết hợp vào trong hệ thống showroom Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương, và với mong muốn là chăm sóc sức khỏe toàn diện cuộc sống cho tất cả mọi người cũng như là cộng đồng. Thì hôm nay là một cái ngày đặc biệt, chính thức hai bên sẽ ký kết với nhau, cùng nhau hợp tác phát triển, và công ty Ưng Phúc cũng sẽ đồng hành với lại nhãn hàng Asahi đưa thương hiệu ghế massage đến gần hơn với tất cả quý khán giả cũng như là quý khách hàng trên cả nước cũng như là cộng đồng quốc tế. Hy vọng là chúng ta sẽ mang đến thật nhiều điều giá trị tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, ngay từ bây giờ đây thì sự ký kết đã chính thức và coi như là chúng ta đã chính thức đến với phần ký kết này. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho sự hợp tác này ngày càng thành công và phát đạt hơn.
để thư giãn, massage, xoa bóp, thư giãn cơ. Tầng 1 thì là trưng bày những sản phẩm ghế, gối, chỉnh xương mang thương hiệu Dr. Loan, giúp chúng ta tự chủ động chữa thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống cho chính mình. Và đây là một cái giải pháp mà Phúc đã được chạm tới và được trải nghiệm cách đây 7 năm. 7 năm trước thì khi mà Phúc tái lại cột sống rất là nặng, tái lên lần thứ 5 thì dự định là định đi mổ tiếp lần thứ 5. Nhưng mà rất là may mắn có một cái cuộc gọi định mệnh của bác sĩ Dr. Loan. Bác nói với Phúc một câu như thế này mà hôm nay có cái ngày cái showroom này. Bác nói là Phúc qua tôi đi, Phúc mà đi mổ nữa thì rất là nguy hiểm, thì con mổ nhiều lần rồi, rất nguy hiểm trên bàn mổ. Tôi có giải pháp giúp cho con qua đi, tôi không lấy tiền đâu. Chỉ một cái câu nói là con qua đi, tôi có giải pháp để giúp và tôi không lấy tiền. Thì nhờ cái câu nói đó mà Phúc mới tin tưởng, mới cảm thấy là vị bác sĩ này đã nói một câu như vậy rồi, mình phải cho mình một cơ hội để mình qua, mình thử trải nghiệm cái phương pháp nó như thế nào. Thì rõ ràng là khi qua đúng cái ngày đầu tiên thôi là Phúc được chỉnh xương bằng ghế và gối. Xong sau đó về tối hôm đó ngủ được. Và mình cảm nhận là sao cái phương pháp gì mà đúng một ngày thôi mà nó có kết quả liền, nó rất là vi diệu. Trong khi đó mình bị mười mấy năm dai dẳng mà cứ đau tim, đau tới đau lui và xử lý rất là nhiều lần phẫu thuật mà không hết. Thì mình mới cảm thấy là sao nó hay quá. Và ở Việt Nam mình duy nhất chỉ có một vị bác sĩ này có thể nghiên cứu ra cái phương pháp này dành cho cả thế giới. Thì với cái lý do đó mà hôm nay, với cái sứ mệnh của mình, khi mà Phúc đã hết bệnh rồi, mình mới nghĩ là mình nên lan tỏa cái phương pháp này đến với nhiều người hơn, để cho nhiều người Việt Nam mình biết đến phương pháp và họ có một cái giải pháp chủ động để bảo vệ cho cái cột sống của họ mỗi ngày. Bởi vì chỉ có cách đó là một cách duy nhất để chúng ta có thể có một cái cuộc sống khỏe mạnh từ đây cho đến già, luôn luôn trong một cái trạng thái là cơ thể mình không có bị đau nhức, không có bị mệt mỏi. Thì đây là một cái giải pháp quá hay mà Phúc nghĩ là Phúc sẽ lan tỏa và mong muốn mang giải pháp này đến với tất cả mọi người nhiều hơn, để ai cũng trải nghiệm cái giải pháp này để tự chữa bệnh cho chính mình. Cảm ơn Phúc rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta đến đây thì có rất nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ cũng đến chung vui, thì chắc là tiếng không biết tên hết, mời Phúc mời lên đây cùng với chúng ta ha. Hôm nay có một cái nhân vật rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Vì bạn ấy cũng đang hợp tác với Phúc trong một cái dự án sẽ ra mắt sắp tới đây. Phúc xin mời mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào rapper Wowy. 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 Yeah. Thật sự hôm nay có một cái cơ duyên là vì Phúc với lại Wowy tham gia một cái bài hát trong nhạc phim của Phúc. Và trước đây Phúc đã từng xem Wowy tham gia trong cái chương trình Rap Việt, cũng như là biết được những cái sản phẩm, tác phẩm của anh ấy. Và Phúc thì lại trước đây mình là ca sĩ nhạc pop nhưng mà lại rất là thích nghe rap. Và rap thì tùy người, không biết sao mà Phúc lại có một cái ấn tượng và một cái cảm nhận rất là đặc biệt về cậu Wowy này, với những cái sáng tác, những cái lời rap của cậu ấy rất là chất và rất là đời và rất là chạm tới những cái trái tim yêu âm nhạc, trong đó có Phúc. Thì với cái cơ duyên đó, Phúc mong muốn là mời Wowy hợp tác chung với mình một dự án sắp tới đây sẽ ra mắt bài hát này. Phúc thì chỉ dám nói là hai anh em là hợp tác, một người là có pop, một người là rap kết hợp với nhau, mong muốn là mang đến một cái sản phẩm âm nhạc mới, lạ và nó ấn tượng tới tất cả mọi người. Thì hy vọng là tác phẩm của hai anh em sẽ được mọi người đón nhận. Và tên của bài hát này Phúc cũng xin chia sẻ luôn, đó là Trọn Vẹn Nghĩa Tình. Và bài hát này thì viết về câu chuyện của những người anh em, những người cùng chung chí hướng, những người đồng hành. Tại vì khi mà chúng ta thành công, chúng ta có giỏi đến mức độ nào đi nữa thì chỉ một mình của chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào thành công trong cuộc sống, mà chúng ta phải có những người anh em, có những người bạn, có những đồng đội cùng chung chí hướng, cùng chung sứ mệnh với mình để thực hiện những cái điều tốt đẹp nhất. Thì rất là vui, cảm ơn Wowy đã nhận lời để đồng hành chung với anh trong bài hát mới Trọn Vẹn Nghĩa Tình vừa rồi. Hy vọng là tác phẩm này sẽ được lan tỏa hơn tới tất cả những người yêu nhạc cả nước. Cảm ơn Wowy rất nhiều. Wowy có lời chúc Phúc khai trương ngày hôm nay. Thật sự thì như anh Phúc đã nói là
ban đầu em cũng rất là bất ngờ khi mà nhận được cái sự kết nối từ từ bên phía anh Phúc. Thì khỏi cần phải nói là mình cũng biết rồi, nhạc của anh Phúc là vào thời điểm mà Huawei lớn lên thì đó là đi đâu mình cũng nghe thấy nhạc của anh Phúc hết trơn á. Và bạn cùng lớp với mình á, ai cũng hát chung nhạc anh Phúc với mình. Và vào cái thời điểm khi mà mình lớn lên, mỗi lần mình đi đâu hay là mình làm chuyện gì mà ai kêu mình hát cái gì, mình cũng đều hát nhạc của anh Phúc hết trơn, không hiểu sao là đi vô tiềm thức của mình. Thì đây là một cái vinh dự khi mà có thể được làm việc với idol của mình một thời. Và ban đầu em cũng rất là lo lắng khi mà anh Phúc gửi cái demo ra cho em để em làm. Em nói trời ơi, mình cứ lo lắng, mình sợ là mình sẽ, trời ơi kỳ này là mình sẽ quậy tùm lum tà la trong này hết. Em rất là lo lắng. Nhưng mà rất là may, em nghĩ là do ông trời cho mình một cái duyên trong cái sự kết hợp này. Cái bài nhạc anh Phúc đưa cho em nó cũng trùng với cái nhân cách, cái cá tính con người của mình, mà trong nhạc rap mình gọi là cái vibe á. Thì mình có được cái vibe đó, cho nên làm cũng rất là trọn vẹn nghĩa tình luôn. Và hôm nay rất là hạnh phúc trong cái niềm hân hoan khi mà anh Phúc khai trương cái showroom mới này với một cái mục đích và nghĩa cử là cao đẹp, muốn chia sẻ những cái gì mình biết, những cái gì mà nó hiệu quả đối với mình, đối với mọi người, cái sự cho đi cũng là cái sự nhận lại. Và em chúc anh Phúc khai trương hồng phát và có thể giúp đỡ được nhiều người với những cái khó khăn, với những cái lo lắng và những cái điều mà anh Phúc đã từng trải trước đây, và mình đã vượt qua được nó, và mình có thể chỉ cho người khác một cái cách. Cảm ơn anh Phúc. Cảm ơn Bùi rất nhiều. Cảm ơn một chỗ tay lớn cho Bùi. Đây, welcome mọi người đến đây, và cũng như là đưa người nhà mình đến để mình trải nghiệm. Ai có người thân của mình, có ba, có mẹ, có ông bà hay là người thân yêu mình đang có những vấn đề về. Thật ra về sau này thì Quách Tuấn Nhu quan tâm về sức khỏe nhiều lắm. Thật sự trải qua hai cái lần Covid bị mắc, mà lần đầu tiên thì nói chung cũng rất là nặng. Nhưng lần thứ hai thì bị con Emeron ở Mỹ. Thì sau đó thì Du bị sức đau trên máy bay. Thì thật ra mà nói thì lúc đầu mình rất là tự tin, vì mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ mình còn trẻ, cho nên mình nghĩ xương khớp mình chắc chưa đến độ mà phải quan tâm lắm đâu. Đến giờ Quách Tuấn Nhu vẫn chơi thể thao đều, nhưng mà đến lúc chúng ta cần phải quan tâm đến về xương khớp là cái độ tuổi, do cái độ tuổi mình đó, nói chung là bây giờ u hết rồi không còn giấu được nữa về cái độ tuổi mình. Nhưng mà quan trọng chúng ta biết chăm sóc thì mình luôn trẻ hóa. Vì vậy lần này thì Du biết là Phúc đã từng trải qua một cái ca phẫu thuật, nhưng mà nó vẫn không hết. Khi mà Phúc dành một cái thời gian để mà trải nghiệm cái này thì nó hết hoàn toàn, hết đến mức độ mà kinh ngạc luôn. Vì Du cứ nghĩ rằng là Phúc sẽ đóng lại cái sự nghiệp âm nhạc, bởi vì Phúc là ca sĩ giải trí, lên sân khấu là nhảy nhót rất là nhiều chứ không phải hát bolero. Du thì còn có thể đứng chỗ, sau này nghĩ là bây giờ mình đứng chỗ hát bolero, nhưng mà Phúc là ca sĩ luôn mang đến cho quý vị một những cái động tác nhảy, cho nên là khi mà Phúc bị cái xương khớp nhiều, Phúc Du rất là lo. Và Du nghĩ rằng là sự nghiệp đóng lại, nhưng không ngờ lại một cái tập 2 của Hoàng Phúc tập 2 đã tỏa sáng bằng cái gọi là một cái phương pháp nhiệm màu từ cái ghế của Dr. Long, đúng không? Cho nên là Du đây Du nói không phải là một cái việc mà đứng trước công chúng PR cho Phúc, vì Du với Phúc là cũng là những người cũng như là đã từng chinh chiến và trải qua rất nhiều thời gian ca hát rồi. Cho nên mình muốn nói với tất cả quý vị khán giả là phải nói bằng cái tâm, nói bằng cái sự nhiệt huyết của mình ra cho tất cả quý vị để chia sẻ. Thì chúc mừng Phúc đã có những cái bước đột phá trong sức khỏe và đã truyền cảm hứng lại cho những người đi còn lại. Ví dụ bản thân Quách Tuấn Du ngày xưa là Du quan tâm lắm, bây giờ Du sẽ quan tâm vì chơi cầu lông bây giờ chân nó cũng đau,
họ chơi xong là lúc trước chơi xong không đau, bây giờ chơi xong bị đau thì chắc có lẽ là phải nhờ bác sĩ điều trị của Ưng Hòa Phúc giúp đỡ. Và chúc mừng cho Ưng Hòa Phúc với thương hiệu mới là showroom tại Nguyễn Văn Trỗi. Vậy là trong ngày khai trương anh Quách Tuấn Nhu sẽ lấy một cái ghế. Vậy em cũng lấy một cái ghế giống anh Quách Tuấn Nhu nha. Ok, mỗi người một cái nha. Lấy cái này không phải là ủng hộ, mà lấy cái này là vì mình đã trải nghiệm. Thật sự chia sẻ luôn, ngồi cái ghế này tự nhiên mình thích nhất là tại vì mình đi máy bay nhiều hay sao á. Cái mông mình đau quá với cái xương này, tự nhiên cái máy game massage nó có làm cho cái mông mình nó sướng. Cho nên mình thích là cái điều này. Tại vì cái mông sướng. Tại vì mình đang quan trọng cái mông. Mình ngồi máy bay nhiều quá. Cảm nhận của mình á, sau khi trải nghiệm cái ghế này á, là cảm giác rất là thoải mái cái vùng lưng, là kiểu cảm giác là khi mà đứng nhiều á, xong các bạn ngồi vào á, rất là sướng đó đây. Mà vừa ngồi chiếc ghế này mà vừa nghe nhạc của Phật rất là thư giãn nữa, nên rất là tuyệt vời khi được trải nghiệm ở showroom Anh Đương Hồng Phúc. Thì cũng không nói gì hơn, thì chúc cho showroom Anh Đương Hồng Phúc và chị Kim Cương là thật thành công, thật phát triển và đạt nhiều doanh thu trong những năm sắp tới. Yeah. Cái ghế này thì không phải là lần đầu mình ngồi. Mình ngồi cũng nhiều cái phiên bản lắm rồi. Tại lúc đi quay phim Phúc Cọp á, là mình ngồi mình trải nghiệm để mình biết được cái nó như thế nào. Và có những cái mà mình không ngờ nó làm được mà nó lại làm được. Chẳng hạn như là cái sự khác biệt là nó có cái bàn chân ở dưới này nè. Những cái dòng ghế massage khác thì mình chưa thấy có. Mấy cái dòng ở trong siêu thị đồ đó mình bỏ 5.000, 10.000 đồ vô đó thì nó không có cái đó. Và cảm thấy là nó khỏe khoắn. Lúc đầu là cũng hơi chưa có quen, nhưng mà sau đó thì cảm thấy rất là phê, sướng lắm mọi người. Toàn thân luôn, không có chỗ nào mà không có massage luôn. Nói thiệt, cái này là không phải là PR hay gì, nhưng mà trải nghiệm của bản thân mình thôi. Thì các bạn nếu mà muốn biết đúng sai thì hãy đến showroom Ưng Hòa Phúc Kim Cương để mà trải nghiệm nha. Mình nghĩ là với một cái sản phẩm tốt như thế này thì với cái sự tâm huyết của anh Ưng Phúc và chị Kim Cương thì mình không phải là chút đâu, mà mình tin chắc là hệ thống ghế massage này chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và mình mong là nó có nhanh chóng phát triển rộng rãi trên toàn quốc để có thể nhiều người biết đến nó sớm hơn và giúp ích cho mọi người. We'll be right back.
như vậy ngày hôm nay ngày khai trương showroom Asaki của Hoàng Phúc Kim Cương Nhã Khanh, và chúng tôi rất là vui mừng cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị, các đối tác, các anh chị em nghệ sĩ, các bạn bè và rất nhiều khách hàng đã đến đây chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay, và cũng như đã có được rất nhiều chiếc ghế massage đã được bán ra, và cũng như hơn hết là sự ủng hộ của quý vị. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều, và nếu có vấn đề gì về sức khỏe, về đau nhức hay là cần đến chiếc ghế massage, xin hãy nhớ đến ủng hộ cho Asaki. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.